100 họ ở Việt Nam thì họ nào là đông nhất? Chúng ta vẫn thường nghe bách gia trăm họ hoặc làm dâu trăm họ. Vậy thì trăm họ đó là những họ nào? Có thật là Việt Nam có 100 họ hay không? Đầu tiên chúng ta cần hiểu từ trăm họ là gì trước đã. Thời xưa từ trăm họ được dùng để gọi nhân dân trong nước. Theo nghĩa ước lệ thì trăm họ đã bao gồm toàn bộ thần dân. Tức là từ trăm họ trong bách gia trăm họ không có nghĩa là người Việt Nam có 100 họ, bởi vì con số thực tế lớn hơn rất nhiều lần. Trong cuốn Họ và tên người Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Trung Hoa đã thống kê toàn bộ những họ được ghi nhận trên lãnh thổ nước ta. Trong bản in đầu tiên năm 1992, có 769 họ được thống kê, trong đó người Kinh có 164 họ. Ở các lần tái bản, số họ của người Kinh thay đổi rất ít, nhưng rất nhiều họ của đồng bào các dân tộc khác được nhóm nghiên cứu ghi nhận. Trong bản in lần thứ 3 năm 2005, số họ được thống kê đã tăng thành 1020. Riêng số họ của người Kinh là 165. Sau khi sách được in xong, nhóm nghiên cứu phát hiện thêm 3 họ nữa, tức là tại thời điểm 2005, có 1023 họ được ghi nhận trên cả nước. Trong đó, họ Nguyễn là dòng họ đông nhất khi chiếm đến 38,4% dân số. Đứng thứ hai là họ Trần với 12,1%. Kế đến là họ Lê, 9,5%. Họ Phạm, 7%. Họ Hoàng, Huỳnh, chiếm 5,1%. Họ Phan, 4,5%. Họ Vũ, Võ, chiếm 3,9%. Chỉ riêng 7 họ này thôi đã chiếm đến 80,5% dân số. Các họ cũng khá đông khác là họ Đặng, 2,1%, Bùi, 2%, Đỗ, 1,4%, Hồ, 1,3%, Ngô, 1,3%, Dương, 1%, và họ Lý chiếm 0,5% dân số cả nước. Để đưa ra được một con số chính xác tuyệt đối về họ ở Việt Nam cũng là một điều không dễ dàng gì. Tuy nhiên, phải khẳng định một điều là họ Nguyễn hiện đang là dòng họ có số lượng đông nhất tại Việt Nam. So với dân số hiện nay thì cứ 3 người Việt Nam thì sẽ có tối thiểu một người mang họ Nguyễn. Theo quy định thì họ của một người được xác định là họ của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha mẹ. Nếu cha mẹ không có thỏa thuận thì họ của con sẽ được xác định theo tập quán. Trường hợp chỉ xác định được mẹ đẻ mà chưa xác định được cha đẻ thì họ của con sẽ được xác định theo họ của mẹ đẻ và để trống phần thông tin của cha. Trường hợp trẻ em chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và được nhận làm con nuôi thì sẽ được xác định theo họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo thỏa thuận của cha mẹ nuôi. Trường hợp trẻ em chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và được các cơ sở nuôi dưỡng nhận nuôi thì sẽ được xác định họ theo đề nghị của người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng trẻ em đó. Bên cạnh đó, cá nhân cũng có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong các trường hợp như thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại, thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi, thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình.